Ok, chào các bạn nha. Mình làm clip này nhanh rồi mình về ngủ các bạn. Thì con này á, con này sạc vô 400W có thắng nha. 400W có thắng. Sạc vô 3000 vòng Nachi 400W. Hộp số siêu tải nha. Hộp số này tỷ lệ cỡ 1/60 các bạn, phần 60 nha. Phần 5 58 60 á. Thì hiện tại bộ này mình xả rẻ cho các bạn nha. Các hộp số còn nguyên zin các kiểu, nhưng mà cần phải tra dầu lại nha. Các bạn rảnh á, mở hết ra, nhông các bạn sạch xong rồi các bạn tra mũi bò lại. Con này thì mình cần êm á, thì các bạn xử lý nha. Nó kêu à. Kêu nó khô nhớt. Khô dầu. Tốc độ tối đa thì đạt được 1, 2, 3 cỡ 150 vòng các bạn, 140 vòng, 150 vòng phút á. 400W sạc vô có thắng từ qua hộp số siêu tải. Con này các bạn tải thì thôi rồi nha. Hiện tại các bạn thấy nó quay chậm đúng không? Cái này không có giữ nổi đâu các bạn, không thể nha. Chậm vậy thôi đó các bạn, không thể. Cho nên là cốt ra phi lớn nè. Đã trễ rồi mà mình cũng không có biết mà mình tưởng còn sớm các bạn. Phi 32 nha. Cốt phi 32. Con này gọi là siêu tải nha, chạy chậm thì rất là êm. Nhưng mà chạy nhanh thì bên trong nó bị khô dầu quá, lâu quá không sử dụng các bạn. Bị khô dầu. Hộp số mình còn 3 con nha. Mình còn 3 cái, mình bán từ, mình cứ ráp vô mình bán. Thì mình để nhanh các bạn á, không bao gồm IC nha, là nguyên cụm như vậy, để như vậy giao cho các bạn. Chạy 3 dây 3 pha, IC xe đạp điện, ok. Thắng từ 2 dây này 24V. Đóng mở cọc luôn. Đây. Mình tắt cái động cơ nha các bạn. Các bạn nghe cái thắng này nha. Nghe thắng này. Ha. Bạn nghe nhảy không? Ha. Thắng rất là good. Thắng ok, hoàn hảo. Thì một cụm như vậy ha. 950k bao ship nha. Đó, một cụm như vậy, động cơ cộng hộp số 950k bao ship. Còn khách nào mua thêm IC 500W nữa thì thêm 450k nữa nha. Đó, thêm 450k nữa. Ok. Nachi 3000 vòng 400W nha. 400W Nachi 3000 vòng. Hộp số ở đây tỷ lệ thì mình thấy không có để nha, nhưng mà cơ bản khi mà tính toán số vòng quay á, nó cỡ 1/55 á nha.